Vâng, chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Yêu Cây. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn, chúng ta đang có mặt tại triển lãm Thạch Thất năm 2023. Và một cái tác phẩm rất là nổi tiếng tại triển lãm đó là tác phẩm Ngũ Phúc. Nhưng mà em cũng quay video ngắn và chụp ảnh nhiều tác phẩm này rồi, nhưng mà chưa có cơ duyên gặp được chủ cây. Rất may mắn hôm nay lại được gặp anh Tuấn Phương đây. Em chào anh. Chào bạn nhé. Chào tất cả các anh em nhé. Dạ. Anh ơi, hôm nay gặp anh ở đây thì anh có thể chia sẻ để bọn em có cái nhìn sâu hơn về tác phẩm đúng không anh? Thực ra cái cây này là anh Thành Đất là mua từ năm 2008. Thì nó là một cây nguyên bản như này, nhưng mà có cái là mình thích cây này ngay từ thời điểm đầu tiên ấy. Nó là một cây tất cả từ cốt nhỏ đến thân nhỏ đến thân to nó đều được cắt rừng độ dướn cây, chứ nó không phải là một thuộc dòng một cây uốn. Vâng. Cây đất được từ thân chủ em nhìn mấy vết cắt rừng, khi mà cây mà cứ uốn từ dưới lên ý. Vâng. Thì về sau của cây nó sẽ bị dướn dài. Vâng. Nhưng mà nó được cắt chuyển như thế, cây bao giờ cũng giữ form. Vâng. Và những cây về sau bền vững phải là những cây giữ được form. Các cái thân nhỏ này cũng đều cắt rừng hết, kể cả các cây thân nhỏ này đều cắt chuyển hết. À. Và khi mình đã cắt chuyển cái cây ấy, thì cây không bao giờ nó bị dướn dài nữa. Em có để ý những cây cổ mà những cái nào thân chủ hay thân nào đấy mà cứ uốn bằng dây nhôm mà không cắt rừng, cây đó về sau nó cứ dướn dài. Và cốt chủ không bao giờ nó to được. Mà lúc anh mua về sau là anh cắt đi rất nhiều rễ treo thì cái cốt chủ này nó mới giữ tọn được, chứ còn không dễ treo là hóa thân đấy. Anh cắt nhiều lắm. Vâng. Ngày xưa là mọi người chơi là toàn dễ đâm xuống, anh cắt hết để anh giữ được cái cây này đến ngày hôm nay và nó sẽ rất bền vững. Anh cho em hỏi đây là những cái cây này nó già, nó đùn cái lu này ra đúng không anh? Đúng rồi, nó già tự. Vâng. nó đùn cây lu này lên đấy. Vâng. Mà nó chảy như lam thạch, dễ nó còn đùn như thế này cơ mà. Dễ nó còn đùn nu này nha. Dễ nó còn đùn vấu ru mà, chứ có cái cứ là thân đâu. Thân thì nó đùn nhiều. À. Lắm. Anh cho hỏi cái màu da này này. Ừ? Là do chất của cây hay do năm tháng anh? Thực ra nó là năm tháng thời gian chứ. Vâng. Chất cây làm sao mà nó có độ già được? À. Em nhìn này, nó già như là nham thạch. Vâng. Cây nếu mà cây non thì nó chân nhẫy và nó trắng bau ấy chứ. Vâng. Do chất cái tuổi của nó, nên cây già nó quý. Đây mình là người được thừa hưởng và sửa chữa gìn giữ thôi. À. Chứ còn phải chắc cũng phải nhiều đời của một gia đình rồi đúng không anh? Nhiều đời, chứ không phải là nhiều đời cả. Những cái cốt cây như này nhiều nhiều đời. À. Có duyên thì mình được sở hữu thôi, chứ không phải là em mà mình làm sao mà làm được, cả đời người mình cũng chả có làm được cây. À, từ hôm đầu em đến đây thì cái tác phẩm của anh thu hút được rất nhiều quan khách tập trung ngắm tác phẩm của anh. Để nói đây, em nghĩ là đây là một cái tác phẩm rất là hút hồn. Ngoài cổ kỳ mỹ văn thì nó phải đủ 4 yếu tố thì mới kết thành một cây đẹp được. Nhiều khi chỉ già cổ không mà tay cành bông tán nó không được đẹp ấy thì cũng chưa phải là một tác phẩm hoàn thiện. Thì ai cũng biết là cái già là cái tuổi thì là đầu tiên rồi, cây cổ là quý rồi. Nhưng mà để mà tổng thể ấy, thì một cây mà đạt đủ ấy, thì phải đủ cả 4 yếu tố. Chứ không thể lỗi một yếu tố đâu cả. Đẹp quá nhỉ anh nhỉ. Này, trồng nó như hóa thạch ấy. Đây quý vị là trồng ngàn tận của ngọ. Phải nói là anh em rất nhiều anh em đứng đây nói là nhìn thấy thân pháp cây này rồi thì nhìn độ già nó anh em gai người. Ngoài già ra phải có thân pháp nữa. Thân pháp già, thân pháp nhìn gai hết người luôn. Nhưng mà cây này đẹp nhất là vẫn là lúc trong trời mưa. À thế ạ. Em nhìn nó nổ tất tần tật từ các cái đầu rậm, nó đều mốc trắng hết luôn. Nên trời mưa nó đẹp hơn. Cây già hay không cứ mấy ngày mưa là người ta biết ngay. Anh cho em hỏi cái tên Ngũ Phúc này là khi mà anh về anh đặt hay là từ có từ xưa? Ngày xưa về anh mới đặt. Vâng. Tại vì thực ra anh là có một bộ ba cơ. Vâng. Còn hai cây nữa là anh đang sửa lại, tại vì ngày xưa bóng
Cây này anh cũng sửa một số đấy, bóng hay đè bông là anh không thích, anh sửa lại. Và cây này là ngũ phúc đứng giữa, một bên là cây đại lộc, một bên là cây trường thọ. Anh có bộ ba sân quê. Ngũ phúc đại lộc trường thọ, cái anh hay quá. Thế là bộ ba phúc lộc thọ của anh. Và chậu trước anh làm như nhau, nhưng hai cái cây kia nó bé hơn và chậu bé hơn. Kể cả kệ cũng bé hơn. Cái phần tiểu cảnh này là có từ bao giờ anh? Phần tiểu cảnh này là cái cây này ngày xưa chỉ có cây và đá đến đây thôi. Vâng. Cái phần đá này là anh điểm tên này. Và tiểu cảnh này là anh khoa sắt làm cả ba cái chậu cho anh. Khoa sắt chứ không phải một cả. Năm 2010 bắt đầu anh khoa anh làm. Phải nói cái chậu của anh làm rất đẹp. Và riêng cái khung sắt phần dưới của anh là anh mới làm. Phải nói là rất sáng tạo, bởi vì là anh em mình đi trông cái này thôi, nhưng mà để mà di chuyển đi thì anh đổ một thớt này liền. Vâng. Trong thớt dưới là riêng. À đấy. Cả ba cây đều như vậy. Đây là một cái rất là hay, anh em đáng để anh em chúng ta học hỏi cái cách làm của anh Tuấn Phương. Chậu này. Đúng rồi. Ý em nói là mình làm như thế thì cái chậu gần như là nó không động đến. Đúng không? Là nó trên một mặt phẳng luôn. Vâng. Mà nó giữ được. Cứ cầu đi cầu lại nó sợ nó vỡ lắm, nó mỏng mái. Dạ vâng. Tuyệt vời quá. Anh lưu giữ tác phẩm này bao nhiêu lâu rồi anh? Đó là từ 2008 cả bộ ba mà. À, từ 2008, tức là năm nay được 15 năm. Sang năm thứ 16 rồi. Sang năm 16. Đấy. Vừa làm vừa sửa chữa vừa gìn giữ. Đây là một tác phẩm khi anh đưa về nó đã là một cây cổ, một tác phẩm hoàn thiện cổ rồi. Đã lưu giữ và phát triển 16 năm nay rồi quý vị. Anh phải sửa lại nhiều đấy. Sửa nhiều đúng không? Chính vì sửa lại thì mới ấy đấy. Anh ơi, cái chất lá này nó chất lá nhỏ lá đẹp đúng không anh? Nó chất lá nó cực kỳ đẹp luôn chứ không phải là lá nhỏ lá đẹp. Dăm nó dày. Quá đẹp rồi. Đây quý vị. Để ở đây là anh lại vừa nhìn thấy có con chuột thì chui trong hốc này. Đó. Nhìn thấy cụ cây này đẹp, hàng hốc quá nó chui vào. Trông cụ hầm hố quá đúng không? Các cháu nó vào nó xem. Nó ở luôn trong này ấy chị. À, những người chơi cây yêu cây biết từng cái chi tiết của cây một. Trồng cái bộ bạ xuống anh nhỉ, hoài mãi chưa thấy chán luôn. Cái độ đẹp và độ độc đáo của nó. Vâng. Ok, em xin chúc mừng anh. Có một cái cảm ơn em. Đợt này anh có rất nhiều cái tác phẩm đến với lại triển lãm Thạch Thất năm 2023. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo.